Chào các bạn, hôm nay mình sẽ làm tôm càng xanh sốt trứng muối nha các bạn. Thì mình có 1 kg tôm càng xanh nè và 3 quả trứng muối mình ở nhà mình hết rồi. Này trứng này mình tự muối luôn á các bạn. Và mình dùng 2 trứng gà và bơ với bột chiên giòn. Bây giờ mình sẽ đem đi hấp 3 cái trứng muối này nha các bạn. Còn cái tôm này mình đã để ráo rồi, bây giờ các bạn hãy đập 2 cái trứng vô trong cái tôm này để mình ướp luôn á. Và các bạn sẽ trộn đều lên nha. Lúc mình ướp cái tôm này nè, trong cái trứng nó sẽ là tôm nó sẽ ra nước lại nha các bạn. Chứ các bạn mua tôm về các bạn rửa cho thiệt là sạch. Thì mình sẽ cho thêm 2 muỗng hạt nêm trong gói bột chiên giòn của mình, là nó có gia vị sẵn rồi đó các bạn, nên các bạn không cần nêm nhiều ha, nó sẽ mặn á. Rồi mình sẽ trộn đều lên, các bạn trộn cho tôm với trứng nó thấm vào với nhau á, gia vị nó thấm vô. Rồi bây giờ các bạn sẽ gấp qua ngoài cái nồi nha. Này các bạn thấy có nước không đó. Nhưng mà cái nước này hồi mình sẽ làm nước sốt luôn. Gấp ra ngoài cho nó qua khỏi cái nước này nè các bạn, trong cái tôm nó ra đó. Mình ướp 15 phút nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ cho một gói bột tẩm khô. Các bạn không có bột này thì các bạn dùng bột chiên giòn cũng được. Rồi các bạn sẽ bắt đều lên, mình bắt cho nó thấm á. Rồi các bạn để 5 phút. Trứng của mình đã hấp được 5 phút rồi nè các bạn. Thì bây giờ mình sẽ lấy ra ha. Mình lấy trứng ra mình để cho nguội. Cái trứng này mình không cần hấp lâu đâu nha các bạn. Thơm quá. Rồi bây giờ cái tôm mình đã thấm rồi, mình sẽ bắt chảo dầu lên nè các bạn. Các bạn dùng cái chảo cũng được. Mình thì thường chiên bằng cái nồi này, mình đổ dầu hơi ngập ngập, mình chiên cho nó nhanh đó các bạn. Mình chiên cho cái vỏ tôm nó giòn á. Thì mình đã làm sạch rồi, mình sẽ móc cái phần đầu gạch tôm đồ, chỗ mà nó ăn á, thức ăn rồi nó dơ á, mình nó lấy ra hết rồi các bạn, mình cắt cái đầu luôn rồi. Có một số người thì để nguyên con tôm, nhưng mà mình làm sạch cho con mình ăn luôn á. Thì các bạn sẽ đem đi chiên cho thiệt là giòn, cái vỏ nó giòn á, nó không có cứng nữa. Thơm quá. Mùi thơm cực kỳ. Mình nấu cái này là cả nhà mình nghe mùi luôn á. Các bạn chiên tới khi nào mà mình gấp lên mình cảm thấy nó giòn là được ha. Mình sẽ trở hai bên nha các bạn. Các bạn đừng chiên lửa to quá. Một lát nữa dầu nó sẽ nóng á, thì cái tôm mình nó sẽ mau chín, nó mình gấp ra không kịp nó sẽ đen lại các bạn. Mình chở cho nó đều tôm là mình sẽ gấp ra liền. Cái này mình chiên trong vòng khoảng 3 phút là các bạn, không cần chiên lâu đâu các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ gấp ra nha các bạn. Nó như gì là đã được rồi nè. Các bạn nhìn thấy cái vỏ tôm á, nó có ngã qua cái màu hơi trắng trắng là nó đã giòn rồi đó các bạn. Mình trở lại cho nó đều hai bên á, để mình gấp ra thì cái tôm mình nó giòn lâu. Các bạn không có tôm này thì các bạn dùng cái tôm nhỏ, tôm thẻ các bạn cũng ngon lắm nha. Cái tôm này hôm nay mình mua rẻ lắm các bạn, có 140 mà tôm còn sống luôn nha, không phải tôm nấy đâu. Rồi mình chiên tôm xong mình sẽ dầm cái trứng muối này ra nè, các bạn dùng cái nĩa các bạn tán ra cho nó nhuyễn ha. Đó, các bạn tán ra thì là nhuyễn luôn. Bạn nào mà kỹ nữa thì dùng cái dây dây để lợi, nhưng mà mình muốn ăn nó hơi cục cục một xíu à.
tại vì lúc mình sẽ bỏ hành với tỏi vô nhiều nữa, nó sẽ không hòa quyện lại với cái trứng này nè các bạn. Bạn làm càng nhuyễn thì nó ngon, nhưng mà mình có tỏi to hơn cái khi trứng nhuyễn gì thì mình không cần phải làm nhuyễn hơn, mình chỉ dầm nào mà cho nó đừng có cục bự là được. Nói như vậy là được rồi nè các bạn, cái màng cài như vậy không thấy cục to nó là được ha, màu trứng đẹp quá. À, mình không có cái chảo to, mình sẽ dùng cái nồi luôn. Bây giờ các bạn sẽ cho bơ vô ha, mình cho hết cái phần bơ vô, thơm hết trời thơm luôn. Bơ thì tùy các bạn ở nhà ăn nhiều hay ít nha, nếu mình ăn muốn thơm nhiều thì các bạn bỏ nhiều bơ nha. Rồi mình sẽ cho hành tỏi vô luôn, phần hành tím mình lỡ băm nhiều quá mình cho vô hết luôn, chứ để ngoài nó sẽ hư. Rồi tỏi vô luôn, bây giờ mình sẽ phi lên cho nó thơm nha các bạn. Thấy cái màu vàng nó đẹp không? Mình sẽ cho nước sốt bào ngư vô tầm 1 muỗng canh đó các bạn. Cái nước sốt bào ngư này các bạn mua ở siêu thị có bán nha. Rồi sau đó các bạn cho cái phần xíu hạt nêm, mình quên nói là các bạn cho cái phần nước nước hồi nãy mình ướp cái tôm á, mình cho vô luôn rồi nè các bạn. Rồi các bạn sẽ quậy lên cho nó hơi đặc, các bạn cho một tí xíu nước thôi để nó tan cái gia vị á, ít nước thôi nha các bạn. Bạn cho nước nhiều thì cái vỏ tôm mình nó sẽ mềm lại, nó không ngon nha. Đó, mình chỉ làm nước sốt kẹo kẹo do cái nồi của mình nó bự quá các bạn không thấy, còn nước sốt nó lan ra hết rồi. Rồi bây giờ mình sẽ cho cái trứng muối vô luôn nha các bạn, mình sẽ quậy đều nó lên, trộn cho đều lên. Rồi sau đây mình sẽ cho cái tôm vô, tôm các bạn cho vô là mình đảo, là mình tắt bếp nha các bạn, tắt bếp luôn. Rồi các bạn cứ đảo đều lên là được, mình trộn lên là để cho cái tôm với nước sốt nó hòa quyện lại với nhau thôi, nó dính lại với nhau thôi, chứ các bạn không mở lửa nữa nha. Đó, thơm quá trời thơm luôn, chịu hết nổi luôn. Sau đây là dĩa tôm của mình đã xong rồi nè các bạn, nhìn hấp dẫn chưa, cái nào mình chiên để lâu thì nó ra cái màu hơi đen đen. Các bạn chiên tôm á, các bạn đừng có để lâu hơn mình nha, các bạn gắp ra cái lúc mà mình thấy nó hơi vàng vàng thôi là được nhé. Bây giờ mình thèm quá mình ăn một con trước nè. Cái mùi vị nó rất là ngon luôn, nó thơm bơ, nó béo béo bơ nè, thơm tỏi nè, nó có vị mặn mặn của cái trứng muối nè, rất là ngon các bạn. Các bạn ở nhà làm thử ha, và mình cắn đúng cái vỏ tôm thì rất là giòn luôn, ngon lắm các bạn ơi. Cái này ăn chung với cơm là hao cơm lắm á. Lâu lâu ở nhà mình làm một món như vậy, có thể mình đãi tiệc cũng được luôn á nha các bạn. À, một ký tôm này cũng rất là rẻ luôn. Sau đây mình xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo. Các bạn nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bye bye.